Lên. Ok, lên đi. Mình xin chào tất cả. Thôi, mấy nào cũng được. Làm gì vậy? Cười. Linh xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn biết Linh đang chuẩn bị làm gì không? Linh đang chuẩn bị cắt tóc cho Elwin nè. Cắt tóc giống như là đi ăn trộm vậy. 11 giờ mấy khuya rồi các bạn. Ở đây là Linh mượn cái tập dề của Sophie nè. Tập dề này nấu ăn của nó nè các bạn. Đồ chơi của nó Linh đeo vô cho tóc nó đựng dính. Chứ giờ mặc đồ ngủ rồi mà cắt nắng nó dính ngứa tóc lắm. Sophie nó nghe kêu tên nó chạy vô. Rồi bây giờ Linh sẽ cắt cho Elwin nha. Đưa một cái đầu. Thôi ở nhà cắt tóc cho nó rồi lấy tiền đó để dành cho nó mua game. Biết không, Linh là hồi xưa là chuyên về tóc nữ chứ không phải tóc nam. Mà qua đây Linh hớt luôn đó các bạn. Hớt đại đồ đi. We start school. Sophie nó nói Elwin không có giống Elwin nữa. Giống gì không biết. Cắt chiếc đường lát cái đầu.
đầu nó bị lưỡi luôn. Là Linh cắt tóc theo yêu cầu nha các bạn, cái kiểu theo yêu cầu của nó chứ không phải là những cắt gì đâu. Nhưng các bạn đừng chê nha, không phải ý thích của nó là thích cắt như vậy đó. Linh cắt như vậy, Linh muốn cắt ngắn hơn nữa mà nó còn chưa chịu nữa, nó hô còn ngắn quá nữa. Linh muốn là cắt cho nó ngắn cái chỗ này luôn mà nó không có chịu nữa nè. Nó cắt tóc mà phải theo ý kiến của nó mới chịu. Rồi, vậy thôi. 25 đồng ông con. Thôi, lột ra để đưa cái xương sườn ra để đem đi nướng barbecue nữa. Vậy thôi, Linh cũng xin kết thúc cái video cắt tóc tại đây nha các bạn. Chứ giờ mà Linh mà lột cái áo này ra là thành giống như là cái bẹ sườn đem bỏ vô cái lò nướng nướng được luôn. Rồi, vậy thôi, Linh cảm ơn các bạn đã xem video của Linh nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye, Elwin.